đội tuyển Qatar, đội tuyển Senegal, cuộc đối đầu kịch tính ở lượt trận thứ hai bảng A, khi cả hai đội bóng đều chưa giành được điểm số nào sau lượt đấu đầu tiên. Chủ nhà Qatar sẽ phải làm gì trước sức mạnh của đội tuyển Senegal để làm hài lòng cổ động viên nhà? Hai đội bóng một mục tiêu, 3 điểm để có cơ hội đi tiếp. Trực tiếp lúc 20 giờ ngày 25 tháng 11 trên VTV2 và VTV Cần Thơ.